Tình huống diễn tập là hồi 7 giờ sáng nay, ngày 16 tháng 8, cơn bão số 3 có tên quốc tế là Gami đang tiến vào đất liền. Vị trí tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Thực hiện công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi đã triển khai phương án ứng phó khẩn cấp với bão số 3. Dự báo đến 3 giờ sáng ngày 17 tháng 8, bão sẽ đổ bộ vào đất liền qua địa phận của tỉnh Quảng Ngãi. Trọng điểm là xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15, giật cấp 17. Buổi diễn tập thực hiện các bước tuyên truyền, thông báo, báo động với phương thức, đến từng ngõ, gõ từng nhà. Đảm bảo tất cả người dân nắm được thông tin, chủ động phòng, ứng phó với bão. Xe tuyên truyền, hệ thống đài truyền thanh không dây, loa cầm tay, cảnh báo hiệu được sử dụng cảnh báo cho nhân dân về tình hình mưa bão và khu vực có nguy cơ mưa lớn, bão, siêu bão. Cùng lúc, trên sông Phú Thọ, lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ sử dụng cano tuyên truyền hướng dẫn người dân trên các tàu thuyền, lồng bè vào vị trí an toàn. Khi có bão, có áp thấp nhiệt đới thì nhanh chóng như bố trí con người và kêu gọi nhân dân chuẩn bị ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào xã Nghĩa An nói chung và Quảng Ngãi nói riêng. Cho nên từ đó là bà con đã có qua diễn tập là đã có chủ động trước và chủ động từ xa khi có tình huống xảy ra là kịp thời. Bão số 3 dự báo là cơn bão rất mạnh chưa từng có trong lịch sử. Sức tàn phá khi bão đổ bộ vào đất liền có thể gây ra hậu quả khủng khiếp. Nhận định đây là siêu bão vượt quá khả năng ứng phó của xã Nghĩa An. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo thiết lập sở chỉ huy hiện trường do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trực tiếp chỉ huy, tăng cường lực lượng cho xã Nghĩa An. Ban chỉ huy quân sự, công an thành phố, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, đoàn thanh niên và lực lượng xung kích của thành phố đã có mặt tại thôn Phổ Trung để giúp nhân dân chằng chống nhà cửa nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản. Phải nói lại là Phước An là tuyến ven biển của thành phố Quảng Ngãi, thường xuyên hàng năm là từ 1 đến 2 cơn bão ấp vào bờ. Thì phần này thì cũng đem phần lớn cho chúng tôi vừa nhận thức, nhân dân chúng tôi vừa nhìn được và trong quá trình chỉ đạo sau này nó được tốt hơn. Khả năng bão số 3 gây nguy hiểm, các lực lượng hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Hướng dẫn nhân dân di dời người và tài sản bằng xe ô tô, xe máy. Sơ tán theo các trục đường mòn trong khu dân cư để ở ghép tại các nhà kiên cố. Triển khai phương tiện cùng các y bác sĩ kịp thời bố trí sơ cấp cứu ban đầu, chuẩn bị sẵn sàng cho việc cứu chữa khẩn cấp. Các nguyên tắc cứu người trước, cứu tài sản sau, cứu nơi nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp trước, những nơi ít nguy hiểm cứu sau. Các lực lượng sơ tán nhân dân xã Nghĩa An bằng đường bộ và đường sông về nơi an toàn. Một số người dân không chấp hành quy định sơ tán của địa phương đã bị cưỡng chế di dời. Hồi trước kia thì bà con là cũng hay chủ quan về cái việc là phòng chống bão. Cho nên là địa phương trong những cái giai đoạn đó là rất là khó vận động bà con. Tuy nhiên là hiện nay thì qua cái diễn tập thì cũng vận động bà con đầu thôn cho diễn tập qua 2 tuần vừa qua thì bà con là nhận thức cao hơn về cái vấn đề là phòng chống thiên tai. Trước tình hình thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan, chính quyền thành phố Quảng Ngãi phối hợp với các lực lượng xây dựng kịch bản lập phương án tổ chức diễn tập đầu tiên với quy mô lớn trong phòng chống bão. Thông qua đợt diễn tập, từng bước hoàn thiện hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin, truyền phát tin thông báo, cảnh báo mưa bão, siêu bão và bổ sung kế hoạch, phương án sát thực tế, nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư về phòng ứng phó mưa bão, siêu bão xảy ra. Thời điểm mà thực hiện cái cuộc diễn tập này là cũng ngay trước mùa mưa bão, thì cái này cũng là một cái dịp rất tốt để thứ nhất là thành phố làm tuyên truyền, truyền thông mạnh mẽ để nâng cao ý thức của người dân, thì không thể chủ quan trước cái thời tiết, các hiện tượng thời tiết ngày càng cực đoan, đặc biệt là mưa bão vào cái dịp cuối năm này. Cái thứ hai nữa là thành phố cũng có cơ hội để thực hành vận hành tất cả cái cơ chế có liên quan trong các cái phòng ban từ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, thử xem là cái cơ chế vận hành của mình khi có tình huống nó như thế nào, thì qua đó anh em mới rút kinh nghiệm được là chỗ nào chúng ta đã làm tốt và chỗ nào chưa, để khi mà nó có tình huống thực tiễn thì anh em sẽ ngay lập tức đã có kinh nghiệm và đã biết là chúng ta yếu ở đâu, thì chúng ta ngay lập tức là chúng ta phải khắc phục, và cái mục tiêu hơn hết và sau cùng nó vẫn là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và giảm thiểu thiệt hại về tài sản cho người dân trong cái mùa mưa bão sắp đến. Cuộc diễn tập ứng phó với bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 của thành phố Quảng Ngãi, một trong những nội dung phòng thủ dân sự đã thành công tốt đẹp.
thành phố đã tổ chức rút kinh nghiệm bổ sung vào kế hoạch phương án ứng phó bão, tìm kiếm cứu nạn sát với thực tế, sẵn sàng ứng phó kịp thời hiệu quả với các tình huống. Kết thúc diễn tập, lãnh đạo thành phố Quảng Ngãi đã trao quà cho các lực lượng tham gia diễn tập. Cuộc diễn tập đã giúp mỗi người dân có thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ mình, người thân và cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do bão lũ gây ra.